Thân ái chào các em. Bài học trước thì chúng ta đã có dịp làm quen với quy tắc Lolita. Trước khi chúng ta học tiếp cái quy tắc đó trong bài học ngày hôm nay, thầy muốn nhắc lại cái giả thiết của quy tắc Lolita, đó là quy tắc Lolita dùng để giải quyết những cái dạng vô định không trên không hoặc là vô cực chia vô cực, với một điều kiện mà chúng ta cần thiết phải nhớ, đó là cái giới hạn của F phết chia cho G phết của chúng ta phải tồn tại. Thế bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục một số những ví dụ tiếp nối trong bài học trước bằng ví dụ số 4. Tính giới hạn lim khi x tiến tới 0 của x trừ sin x tất cả chia cho x lũy thừa 3. Thế thì chúng ta thấy khi x dần đến 0 thì trên tử tiến đến 0 và dưới mẫu của chúng ta cũng tiến về 0. Như vậy nó có dạng vô định là 0 chia 0. Cho nên chúng ta sử dụng quy tắc Lolita như sau. Nó bằng lim khi x tiến đến 0 của đạo hàm tử của chúng ta. Đạo hàm x bằng 1, đạo hàm của sin x bằng cos x dấu trừ để lại của chúng ta ở đây. Rồi đạo hàm của x lũy thừa 3 thì nó ra được là 3x bình phương. Thế chúng ta lại quan sát tiếp thì chúng ta thấy khi x tiến đến 0 thì cos của 0 bằng 1, cho nên tử của chúng ta tiếp tục tiến về 0 và mẫu cũng tiến về 0. Cho nên lại tiếp tục có dạng vô định 0 trên 0. Cho nên chúng ta lại tiếp tục dùng quy tắc Lhopital thêm một lần nữa. Bằng giới hạn khi x tiến đến 0 của chúng ta lấy đạo hàm tử. Đạo hàm của cos bằng trừ sin với dấu trừ đằng trước trở thành cộng sin. Và đạo hàm của 3x bình phương là 6x. Thế thì ở đây chúng ta thấy khi x tiến đến 0 thì trên tử tiến đến 0, dưới mẫu tiến đến 0. Chúng ta lại thấy tiếp tục có dạng vô định 0 trên 0. Cho nên chúng ta lại có thể dùng được quy tắc Lhopital thêm một lần nữa. Hoặc là chúng ta dừng lại ở đây cũng được, thì chúng ta áp dụng cái định lý ở những bài học trước. Khi x tiến đến 0 thì sin x chia x dần đến 1. Do vậy giới hạn này của chúng ta thôi thì nó bằng luôn 1/6 cho nó nhanh. Không cần phải lấy đạo hàm thêm chi nữa. Thế thì ở đây chúng ta phải muốn nhắc lại qua ví dụ số 4 để nhắc lại cái dạng vô định 0 trên 0 hoặc là vô cực trên vô cực thì chúng ta mới dùng được quy tắc Lhopital. Vậy một vấn đề đặt ra ở bài học trước mà thầy đã đặt vấn đề đó. Vậy thì nếu như những cái giới hạn không phải là 0 trên 0 hoặc vô cực trên vô cực thì chúng ta giải quyết như thế nào? Thế bây giờ thì chúng ta xem tiếp một cái ví dụ nữa. Thầy cho A là lim khi x tiến đến 0 cộng của x bình phương log neo 3x. Thế bây giờ ở đây khi x tiến đến 0 thì x bình phương dần đến 0 và log neo 3 của x sẽ tiến ra cộng vô cực. Như vậy thì chúng ta thấy nó có dạng vô định là 0 nhân cho vô cực. Thầy nói nhầm, x tiến đến 0 cộng thì log neo 3 x tiến đến trừ vô cực. Nói tóm lại là có dạng vô định là 0 nhân cho vô cực. Như vậy thì ở đây làm cách nào để chúng ta biến đổi cái dạng vô định không nhân vô cực này trở về cái dạng 0 trên 0 hoặc là vô cực chia vô cực? Các em quan sát thầy biến đổi như sau. Như vậy thì ta viết lại nó bằng lim khi x tiến đến 0 cộng. Đây các em xem. Log x thầy viết lại ở đây. Còn x bình phương thầy đưa nó xuống mẫu thì nó phải là 1 chia cho x bình phương. Thế thì khi x tiến đến 0 thì ta thấy rằng cái log x này của chúng ta tiến đến vô cực. Và 1 chia x bình phương này cũng tiến về vô cực. Do vậy mà có dạng vô định, vô cực chia vô cực. Cho nên chúng ta dùng quy tắc Lhopital, chúng ta thấy nó bằng lim khi x tiến đến 0 cộng. Đạo hàm của log neo 3 x là 1 chia x. Còn đạo hàm của 1 chia x bình phương ta đẩy lên được x lũy thừa trừ 2. Thì nó ra được là trừ 2 nhân cho x lũy thừa trừ 3, tức là nó bằng trừ cho 2 chia x lũy thừa 3. Ta làm gọn lại nhé. Thì ra được là lim khi x tiến đến 0 cộng, 1 chia x dấu trừ viết lại, rồi nhân cho 2 chia x bình nghịch đảo lên, ta được là x lũy thừa 3 chia 2. Và đơn giản bớt đi, ta còn được là lim khi x tiến đến 0 cộng, đơn giản đi còn lại là trừ x bình phương chia 2. Và khi x tiến đến 0 thì giới hạn này tồn tại và nó bằng 0. Cho nên ta kết luận A của chúng ta bằng 0. Đây là một cái ví dụ mà chúng ta biến cái dạng vô định không chia vô cực
thành cái dạng không vô cực chia vô cực để mà chúng ta dùng được cái quy tắc Lobita. Ta xem tiếp một số những cái dạng vô định nữa mà để chúng ta biến thành cái dạng vô định để lấy được cái quy tắc Lobita như sau. Chẳng hạn thầy đề nghị chúng ta đi tìm lim khi x tiến đến 0 của 1 chia x cộng cho 1 chia cho ơ mu x trừ 1. Chúng ta quan sát nhé. Khi x tiến đến 0 thì 1 chia x dần ra vô cực. Khi x tiến đến 0 thì ơ mu x tiến đến 1 cho nên mẫu số này tiến đến 0. Do vậy 1 chia ơ mu x trừ 1 cũng tiến ra vô cực. Do vậy giới hạn này của chúng ta có dạng vô định là vô cực trừ vô cực. Vậy thì vô cực trừ vô cực này làm sao để chúng ta đưa được về dạng không trên không hoặc vô cực chia vô cực? Chúng ta biến đổi như sau các em. Nó bằng lim khi x tiến đến 0. Thầy quy đồng mẫu số. Mẫu số chung của chúng ta là x nhân ơ mu x trừ 1. Thầy nhân lên, chúng ta được chỗ này ơ mu x trừ 1. Nhân x chéo sang, ta có được trừ x. Vậy thì khi x tiến đến 0 thì chúng ta thấy này. Trên tử này. Ơ mũ 0 bằng 1 trừ 1 hết. X tiến đến 0 chỗ này cũng bằng 0. Như vậy trên tử của chúng ta là 0. Tiến về 0. Khi x tiến đến 0 thì ở đây dần đến 0. Ơ mũ 0. Ơ mũ 0 bằng 1 trừ 1 cũng bằng 0. Như vậy cả tử và mẫu đều tiến về 0 khi x tiến đến 0. Như vậy có dạng vô định 0 trên 0. Có dạng vô định 0 trên 0 cho nên ta lại tiếp tục dùng được quy tắc Lobita. Bằng lim khi x tiến đến 0 của đạo hàm trên tử ơ mu x bằng chính nó. Đạo hàm của x bằng 1, như vậy ở đây còn lại trừ 1. Đạo hàm của 1 chỗ này bằng 0 rồi. Còn đạo hàm ở dưới mẫu thì lại có dạng quy tắc u nhân v. Đạo hàm bằng u phải v cộng v phải u. U phải là đạo hàm của x bằng 1. Như vậy còn lại ơ mu x trừ 1 ở đây thôi. Thế rồi cộng cho đạo hàm của ơ mu x trừ 1 là ơ mu x nhân cho u là x. Đúng chưa nào? Thế rồi khi x tiến đến 0 thì chúng ta lại để ý thấy tiếp. Trên tử của chúng ta tiến đến 0. Dưới mẫu ơ mũ x trừ 1 tiến đến 0, còn chỗ này cũng tiến đến 0. Như vậy cả tử và mẫu đều tiến về 0. Lại tiếp tục có dạng vô định 0 trên 0. Cho nên ta lại tiếp tục áp dụng thêm cái tắc Lobita một lần nữa. Thì nó bằng lim khi x tiến đến 0 của đạo hàm trên tử là ơ mũ x. Đạo hàm dưới mẫu ơ mũ x bằng chính nó. Đạo hàm của 1 bằng 0. Lại tiếp tục dùng quy tắc u nhân v để lấy đạo hàm chỗ này. Đạo hàm ơ mũ x bằng chính nó các em. Còn x chúng ta viết lại đây. Cộng cho đạo hàm của x bằng 1. Ơ mũ x viết lại ở đây. Và ở đây ta quan sát thì ta thấy rằng hết dạng vô định rồi. Ta đơn giản được cho ơ mũ x nhé. Như vậy thì còn lại lim khi x tiến đến 0 của trên tử còn lại 1. Dưới mẫu đơn giản ơ mũ x đi rồi. Còn lại đây là 1. Ở đây còn lại cộng cho x. Ở đây còn lại cộng cho 1. Và khi x tiến đến 0 thì chỗ này mẫu số của chúng ta tiến đến 2. Vậy thì giới hạn của chúng ta ra được bằng bao nhiêu? 1 phần 2. Chúng ta thấy chúng ta giải quyết khá đẹp. Như vậy thì có lại có một cái kinh nghiệm ở cái ví dụ số 6 như thế này này. Tức là khi các em gặp cái dạng vô định, vô cực trừ vô cực, các em chỉ cần quy đồng mẫu số là các em đưa nó về dạng ngay vô cực chia vô cực hoặc không trên không ngay. Vô cực chia vô cực. Thế rồi còn khi mà chúng ta gặp cái dạng là không nhân vô cực thì ta cứ đem một cái, chẳng hạn như là không nhân vô cực thì ta còn nghĩ lại như thế này này. Chẳng hạn như không để lại, vô cực ta cho nó nằm dưới mẫu thì đã được là một chia vô cực. Vậy là không chia cho một chia vô cực thì lại rơi vào cái dạng không trên không. Hoặc chúng ta giữ lại số vô cực ở trên, ta đẩy số không xuống dưới mẫu thì ra được vô cực chia cho một chia vô một chia không thì cũng ra được dạng vô cực chia vô cực. Chúng ta có thể biến hóa nhiều thứ như vậy. Bây giờ chúng ta xem tiếp ví dụ số 7. Thầy cho lim của sin x mũ x khi x tiến đến 0 cộng. Thế thì khi x tiến đến 0 thì chúng ta quan sát chúng ta thấy sin 0 bằng 0 rồi x này cũng bằng 0.
Như vậy giới hạn này của chúng ta có dạng vô định là không lũy thừa không. Không lũy thừa không đây là dạng vô định nhé. À, như vậy thì bây giờ để phá cái dạng vô định này như thế nào? Thì các em theo dõi này. Chúng ta lấy giới hạn bằng cách là ta lấy lốc hai vế. Bây giờ nếu ta xem y của chúng ta là sin x tất cả mũ x, ta lấy lốc thì ta ra được là lốc Neper của y sẽ bằng x này đưa ra ngoài được là x, còn lại lốc Neper của sin x. Như vậy thì sau đây ta sẽ tìm lim của y thì ta sẽ đi tìm lim của lốc Neper y thôi, rồi từ đó ta có kết quả, ta lấy mũ ngược lại thì ra được kết quả của cái giới hạn a thôi. Thì bây giờ thì ở đây chúng ta lại thấy tiếp là khi x tiến đến 0 thì cái x này tiến đến 0 rồi. À, sin 0 bằng 0 mà lốc của 0 thì ra vô cực. Như vậy nó có dạng vô định là 0 nhân vô cực. Và ta biến đổi làm sao? Ta giữ lại trên tử là lốc Neper của sin x. X này ta đưa xuống mẫu ta được 1 chia cho x. Vậy khi x tiến đến 0 thì sin 0 bằng 0 lốc 0 tiến ra vô cực. Trên tử là vô cực. Khi x tiến đến 0 mẫu tiến ra vô cực. Do vậy giới hạn này của chúng ta có dạng vô định, vô cực chia vô cực. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể dùng quy tắc L'Hôpital được. À, như vậy thì thay vì đi tìm lim y thì bây giờ ta đi tìm lim của lốc Neper y khi x tiến đến 0 cộng. Vậy thì nó sẽ bằng, ta dùng quy tắc L'Hôpital đây. Đạo hàm của tử, lốc u đạo hàm bằng u phẩy chia u. U phẩy đạo hàm của sin x là cos x, chia cho u, u của chúng ta là sin x. Rồi đạo hàm của mẫu, đạo hàm 1 trên x là trừ 1 chia x bình phương. Đã. Rồi bây giờ thì chúng ta thu gọn cái này lại một chút nhé. Thế thì nó bằng lim khi x, dấu trừ đưa ra cho đẹp, lim khi x tiến đến 0 cộng. Của phân số này, cos x chia sin x, thầy viết lại ở đây. Còn một chữ bình phương nhân lên, nghịch đảo lên thì x bình phương nằm trên tử. Và chúng ta thấy khi tiến đến 0 thì tiếp tục lại có dạng vô định, 0 chia 0. Các em thấy không? À, cho nên ở đây thì chúng ta lại tiếp tục, ta thấy như thế này. Nếu không thì chúng ta thấy như thế này nè. Khi x tiến đến 0 cộng đó, chúng ta làm cái công tác này có lẽ nó sẽ tốt hơn nữa nè. Khỏi cần này. X chia cho sin x khi x tiến đến 0 nó bằng 1. Như vậy thì ở đây ta có thể viết như sau. Dấu trừ viết lại lim khi x tiến đến 0 cộng của. Như vậy trên tử của chúng ta chỉ còn lại là x cos x thôi. Bởi vì x chia sin nó dần đến 1. Mà x tiến đến 0 cộng thì lúc này nó không còn dạng vô định nữa. Không, cos 0 bằng 1, 0 nhân 1 bằng 0. Như vậy ở đây nó bằng 0. Chúng ta quan sát nhé. Lim của lốc Neper y khi x tiến đến 0 cộng bằng 0. Như vậy thì ta suy ra được a của chúng ta chính là lim của y khi x tiến đến 0 cộng. Tức là lấy mũ lên thôi. Bằng ơ mũ 0. Ơ mũ 0 thì bằng mấy? Bằng 1. À, chúng ta thấy cái cách biến hóa của cái giới hạn của hàm số trong cái dạng vô định 0 trên 0. Không lũy thừa 0. À, như vậy cái dạng không lũy thừa 0 thì các em lấy lốc Neper hai vế. Để chúng ta biến đổi nó về một cái dạng 0 trên 0 hoặc vô cực chia vô cực để tiếp tục đi tìm cái giới hạn bằng quy tắc L'Hôpital. À, thế bây giờ chúng ta lại tiếp tục có một cái dạng vô định nữa, mà dạng vô định này chúng ta đã có dịp trình bày làm quen trong cái chương giới hạn rồi. Nhưng ở đây thầy tiếp tục trình bày cho các em ở một khía cạnh khác là chúng ta dùng quy tắc L'Hôpital. Đó là cái dạng mà lũy thừa 1, lũy thừa vô cực. Chúng ta xem tiếp ví dụ số 8 sau đây các em. Đó là ta đi tìm lim của 1 cộng x tất cả mũ lốc Neper x khi x tiến đến 0 cộng. Khi tiến đến 0 cộng thì 1 cộng x tiến đến 1 và lốc Neper x dần đến vô cực. Như vậy nó có dạng vô định là 1 lũy thừa vô cực. Chúng ta có thể dùng cái cách thức phá cái dạng một lũy thừa vô cực trong chương giới hạn. Nhưng ở đây thầy dùng quy tắc L'Hôpital như sau. Thầy đặt y nó là 1 cộng x mũ lốc x. Giống như bài vừa rồi. Chúng ta lấy lốc Neper hai vế thì ta được lốc y bằng. Vậy thì cái lốc x này mang ra ngoài được. Ta được lốc x.
trong này còn lại nhân cho lớp Nebel 1 cộng x. Khi x tiến đến 0 thì log x dần ra vô cực. Log 1 cộng x tiến đến 0. Nó có dạng vô cực nhân 0. Chúng ta lại tiếp tục phá cái dạng vô định đó như sau. Bằng, thầy để lại trên tử là log Nebel 1 cộng x. Thế thì log Nebel x này đưa xuống mẫu, chúng ta được 1 chia cho log Nebel của x. Vậy thì khi x tiến ra vô cực, trên tử tiến đến 0, 1 chia vô cực dưới mẫu tiến đến 0 luôn, 0 chia 0. Vậy thì chúng ta có thể dùng được quy tắc L'Hôpital như sau. Như vậy ta đi tìm lim khi x tiến đến 0 cộng của log Nebel y nhé. Bằng lim khi x tiến đến 0 cộng của đạo hàm tử log u đạo hàm bằng u phải chia u, tức là bằng 1 chia cho 1 cộng x. Rồi ở đây dưới mẫu 1 chia u đạo hàm bằng trừ u phải chia u bình phương thì nó bằng trừ 1 chia x nhân log Nebel bình phương x. Chúng ta rút gọn lại một chút. Bằng li, trừ cho lim khi dấu trừ này viết lại đây thôi, x tiến đến 0 cộng 1 x log bình đưa đẩy lên nhé, chia cho 1 cộng x nằm dưới mẫu các em. Thế bây giờ chúng ta lại thấy tiếp một chuyện này. Khi x tiến đến 0 thì ở trên tử là 0 nhân cho vô cực. Dưới mẫu tiến đến 1 lại có dạng vô định là 0 nhân vô cực. Cho nên chúng ta lại tiếp tục phá cái dạng vô định này như thế nào để đưa về dạng 0 trên 0 hoặc vô cực trên vô cực. Chúng ta biến đổi như sau. Dấu trừ viết lại lim khi x tiến đến 0 cộng. Tại đẩy cái x này xuống dưới mẫu. Trên tử chỉ còn lại log bình phương x thôi. Đẩy x xuống mẫu thì ngay ở đây chúng ta được bao nhiêu? 1 chia cho x. Đẩy x xuống mẫu x chia x còn lại 1. Như vậy đây còn lại cộng 1. Đúng chưa nào? Và các em coi thì các em sẽ thấy khi x tiến đến 0 thì log Nebel x dần ra vô cực. Còn 1 chia x của chúng ta ở dưới mẫu cũng tiến ra vô cực. Như vậy vô cực chia vô cực lại tiếp tục dùng được quy tắc L'Hôpital thêm một lần nữa nhé. Như vậy nó bằng dấu trừ viết lại lim khi x tiến đến 0 cộng của đạo hàm của log bình phương x mang cái hình ảnh là u bình phương. Đạo hàm bằng 2u nhân u phẩy. Như vậy nó sẽ bằng 2 lần log Nebel của x nhân cho đạo hàm của log x là 1 trên x. Rồi ở đây đạo hàm của 1 trên x nó bằng gì? Trừ 1 trên x bình phương. Đúng chưa nào? Chúng ta lại tiếp tục rút gọn lại dấu trừ này với dấu trừ này. Nó biến thành dấu cộng rồi. Như vậy nó còn lại lim khi x tiến đến 0 cộng 2 hàng số đưa ra luôn. Như vậy ở đây chúng ta còn lại là gì? Log x viết lại ở đây nhé. Rồi 1 trên x chia cho 1 chia x bình đơn giản đi. Còn lại x nhân log Nebel của x. Khi x tiến đến 0 thì chỗ này tiến đến 0. Log Nebel của 0 dần đến vô cực. Đúng chưa? Lại tiếp tục có dạng 0 nhân vô cực. Các em lại tiếp tục biến đổi cái này đưa về dạng vô cực chia vô cực như sau. Bằng 2 viết lại lim khi x tiến đến 0 cộng của log x thầy viết lại ở trên. Thế còn cái x này thầy đưa xuống mẫu ta được 1 chia x. À như vậy thì ta lại thấy khi x tiến đến 0 thì trên tử là vô cực, dưới mẫu cũng vô cực chia vô cực. Lại tiếp tục dùng được quy tắc L'Hôpital thêm một lần nữa. Như vậy bằng 2 lần lim khi x tiến đến 0 cộng của log Nebel x đạo hàm bằng 1 chia x. Rồi đạo hàm của 1 chia x là trừ 1 chia x bình phương. Ta lại tiếp tục rút gọn lại bằng 2 lần lim khi x tiến đến 0 cộng của đơn giản đi, ta còn lại ở đây là trừ x. Mà khi x tiến đến 0 của lim trừ x thì nó bằng 0 nhân 2 nữa thì nó cũng là 0 thôi. Mà lim của log Nebel y khi x tiến đến 0 bằng 0 thì đương nhiên lim của y khi x tiến đến 0 cộng ta lấy mũ lên, ơ mũ 0 bằng 1. Như vậy ta suy ra được
A của chúng ta bằng 1. À, như vậy thì ví dụ số 8, các em thấy rằng là chúng ta biến đổi cái dạng vô định 1 đối thừa vô cực cũng khá khéo. Rồi nhiều khi ta đẩy đến một cái dạng vô định khác, rồi cái dạng vô định không phải là không trên không, cũng không phải là vô cực trên vô cực, thì chúng ta cũng có thể biến đổi để đưa nó về cái đó, để chúng ta tiếp tục dùng cái tắc L'Hôpital được. Thế ví dụ số 8 là cái ví dụ mà thầy chấm dứt cái phần quy tắc L'Hôpital ở đây, và cũng chấm dứt luôn cái phần đạo hạnh, cái chương đạo hạnh. Thầy muốn trình bày cho các em cái định nghĩa của cái tích phân, cái chương mới của chúng ta là tích phân xác định. Thế thì ở đây chúng thầy chỉ muốn giúp cho các em một số những cái kiến thức mà nó không không dính gì đến, không, tức là không quay lại cái chương trình phổ thông, nó tốn giờ. Cho nên ở đây thầy chỉ trình bày những cái gì mà chúng ta cần thiết thôi. Bây giờ thì thầy sẽ giúp cho các em cái định nghĩa của một cái tích phân xác định nó như thế nào. Thế bây giờ thầy có một cái hàm số f của chúng ta, nó xác định trên cái đoạn AB. Thế thì ở đây cái định nghĩa này nè, là cái định nghĩa mà nó thầy muốn giới thiệu cái định nghĩa này thông qua cái hình ảnh để tính diện tích của một cái hình phẳng. Cái việc mà đi tính diện tích của một hình phẳng, nó là một cái, thầy cho rằng trước kia, cái thời kỳ trước, thời kỳ xa, nó là cái ước vọng của con người đi tính diện tích của một cái vật thể nào đó. Mà trước đó thì thực sự đó, chúng ta chỉ dừng lại ở cái việc tính được diện tích ở những cái đa giác bình thường thôi. Chứ còn nếu mà nó cong đi một tí thì chúng ta tính nó khó. Thế cho nên là cái tích phân nhiệm vụ của nó là để dùng để tính diện tích của những cái hình tùy ý, hình cong. Thế thì cái định nghĩa này nó, thầy muốn trình bày dựa trên cái khái niệm diện tích của một cái hình phẳng. Một cái hình phẳng nó là cong chứ nó không có thẳng, nó không phải là tứ giác, nó không phải là đa giác, nó không phải là tam giác gì cả. Và cái định nghĩa này thuần túy thầy muốn giúp cho các em nhìn qua cái việc tính diện tích. Chúng ta quay trở lại lý thuyết một chút. Giả sử hàm số f của chúng ta xác định trên đoạn AB, thầy vẽ cho các em thấy. Hàm số f chúng ta xác định trên cái đoạn AB, tức là cái đồ thị của nó hoàn toàn được xác định nhé, và liên tục, cho liên tục luôn cho nó khỏe nhé, cho nó rõ. Thật sự ra thì trong định nghĩa cũng không cần liên tục. Thế rồi bây giờ thì chúng ta sẽ phải đi tính diện tích của cả cái miếng lớn này. Thế bây giờ để tính diện tích cả miếng lớn này thì chúng ta sẽ đề ra cái cách tính như thế này các em. Ở trên cái đoạn AB này chúng ta phân hoạch nó ra thành N đoạn tùy ý bằng các cái điểm chia sau đây. X0 nó trùng với A, vân vân cho đến Xn là trùng với B. Thế bây giờ thầy vẽ X0 bằng A nhé. A này nó là X0 này. Và cái chia ra, chia tùy ý, không cần phải đều, không cần phải theo một cái quy luật nào cả, muốn chia kiểu nào cũng được. Đây là x1 chẳng hạn vậy, đây là x2 chẳng hạn thế, vân vân cho đến chỗ này chẳng hạn xn là trừ 1, và đến cuối cùng xn là của chúng ta trùng với cái điểm B này. Em thấy nha. Rồi, vậy thì thay vì bây giờ chúng ta tính diện tích của cả cái phần lớn này, thì bây giờ chúng ta giới hạn lại, chúng ta chỉ cần tính diện tích cái miếng nhỏ hơn một chút, miếng này, tức là thầy đặt tên nó là A, B, C, D. Đây là cái hình thang cong, bởi vì nó có cái cung BC cong, hình thang cong. Vậy làm sao để tính được cái diện tích của cái hình thang A, B, C, D này nhé? Các em phải theo dõi tiếp. Thế bây giờ thì chúng ta thấy trên từng cái đoạn XY trừ 1 đến XY, tức là trên từng cái đoạn nhỏ này, chúng ta chọn một cái điểm CE cũng tùy ý trên cái đoạn XY trừ 1 đến XY. Muốn chọn đâu thì chọn. XY có thể trùng với XY trừ 1 cũng được, trùng với XY cũng được, nằm giữa cũng được, nằm trái, nằm phải, tùy ý các em. Thế ví dụ ở đây, trên cái đoạn
x0, x1 thầy chọn một cái điểm C1. Trên đoạn x1, x2 thầy chọn một cái điểm C2 tùy ý. Rồi trên cái đoạn cuối cùng xn-1 đến xn thầy chọn cái điểm cn cũng tùy ý. Sau đó chúng ta đặt cái delta xy là xy trừ cho xy trừ 1. Vậy cái ý nghĩa delta x này của chúng ta chẳng qua nó là cái độ dài của từng đoạn mà ta chia thôi. Ví dụ delta x1 của chúng ta nó chính là cái độ dài của cái đoạn AB thầy vẽ đây. Delta x2 là độ dài của cái đoạn x2, x1 đây. Vân vân. Và delta xn là cái độ dài của cái đoạn cuối cùng của chúng ta ở đây. Các em thấy nhé. Rồi sau đó thầy mới đặt tiếp cái sn của chúng ta nó bằng delta xy nhân cho fxy với y chạy từ 1 đến n. Cụ thể ở đây thầy xét riêng cái xy của chúng y bằng 1 trước cho các em thấy. Tức là fc1 nhân delta x1. Thế thì delta x1 của chúng ta nó là cái đoạn AB ở đây rồi. Các em thấy chưa? Vậy thì cái fc1 của chúng ta nó là cái gì? Đây c1. Thì fc1 nó chính là độ dài của cái đoạn này. Như vậy thì fc1 nhân delta x1 nó chính là độ dài của đoạn này nhân cho đoạn AB. Thì nó chính là diện tích của cái hình chữ nhật A Ơ F D, diện tích của hình chữ nhật này. Và các em quan sát thì các em thấy rằng như thế này này. Diện tích của cái hình chữ nhật A Ơ F D nó gần bằng diện tích của hình thang cong A B C D. Chúng ta có cảm tưởng rằng nó bị dư đi cái phần này, diện tích của hình chữ nhật này này. Nó mới khuyết cái chỗ này, nhưng cái chỗ này và chỗ này nó bù cho nhau được. Hai cái phần này nó bù cho nhau được. Này. Rồi như vậy thì ta lại tiếp tục cộng tiếp cho diện tích của cái hình chữ nhật kế tiếp ứng với cái đoạn delta x1. Rồi thì ứng với đoạn delta x2. Và như vậy ta tiếp tục cộng cho fc2 nhân delta x2. Vân vân cộng cho đến cái diện tích của hình chữ nhật cuối cùng ứng với cái delta xn này thì ta có được cái fcn nhân cho delta xn. Như vậy cái ý nghĩa của cái sn này là cái gì? Nó là tổng của tất cả những cái hình chữ nhật mà thầy vẽ đây A, E, F, D tổng lại. Và cái sn này thì ta có cái tên gọi là tổng tích phân. Tích phân. Như vậy thì chúng ta có thể hình dung như sau các em. Như vậy thì nếu mà cái diện tích hình chữ nhật này mà nó gần, làm sao để cho nó gần bằng luôn cả cái A, B, C, D, cái hình thang cong này, bằng cách sau đây. Nếu chúng ta chia nhỏ, chia thật mịn cái đoạn AB, thật mịn, ta phân hoạch cái đoạn AB cho thật nhỏ, thật mịn, thì khi đó cái diện tích của cái hình chữ nhật A, E, F, D nó gần như là nó bằng luôn diện tích của hình thang cong A, B, C, D. Vậy thì làm sao để thể hiện được cái sự mịn đó? Làm sao để thể hiện được cái phân hoạch của đoạn AB nó thật mịn, thật nhỏ? Bằng cách sau đây. Thầy gọi cái đoạn lớn nhất trong tất cả các cái đoạn delta XY này này. Chẳng như đoạn AD là đoạn tiếp theo là màu xanh, đoạn tiếp theo màu nâu. Thầy gọi cái đoạn lớn nhất trong tất cả những cái đoạn đó là lambda. Như vậy lambda nó là max của các cái đoạn delta xy. Với y chạy từ 1 đến n. Thì muốn cho các cái đoạn này của chúng ta mà nó càng mịn thì ta cho cái lambda này dần đến 0 thì tự nhiên nó mịn thôi. Cho nên nếu mà cái giới hạn của cái tổng tích phân Sn này khi lambda tiến đến 0 mà nó tồn tại. Các em chú ý rằng cái sự tồn tại này nó không phụ thuộc vào cái phân hoạch của cái đoạn AB. Tức là nó không phụ thuộc vào các cái điểm chia x0, x1 vân vân. Và đồng thời nó cũng không phụ thuộc vào cái việc ta chọn cái điểm CI trên từng đoạn nhỏ.
hoàn toàn tùy ý hết. Ở đây chúng ta lưu ý có hai cái chữ tùy ý. Nếu cái giới hạn này tồn tại thì khi đó cái giới hạn này của chúng ta được gọi là tích phân xác định từ A đến B của hàm số f, và được ký hiệu là tích phân đi từ A đến B của fx dx. Thế như vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta đi tính cái giới hạn này để ra được cái tích phân này thì quá thực là khó, khó vô cùng. Khó ở cái chỗ này này. Chúng ta phải phân hoạch cái đoạn AB một cách tùy ý. Thế rồi trên từng đoạn này chúng ta cũng phải chọn một cái điểm CE cũng tùy ý luôn. Mà hai cái tùy ý đó để mà đi tính được cái tổng SN khó lắm. Rồi tính được cái tổng SN đó rồi chúng ta còn phải đi tìm lim của cái SN ở đó khi lambda tin đến 0. Cho nên chúng ta có một cái định lý tuyệt vời sau đây để cho chúng ta có thể chọn một cái phép phân hoạch đặc biệt, để cho chúng ta có thể chọn một cái điểm CE cũng đặc biệt. Chính cái đặc biệt đó giúp cho chúng ta tính được cái tổng tích phân nó đẹp. Đó là nếu F của chúng ta liên tục trên đoạn AB thì F của chúng ta khả tích. Khả tích có nghĩa là tồn tại cái giới hạn lim của Sn là khi n là tiến ra cộng vô cực, tức là khi lambda tiến đến 0. Như vậy thì nếu mà cái giới hạn đó của chúng ta mà tồn tại, cái giới hạn của Sn là tồn tại, thì cho phép ta chọn một cái phép phân hoạch đặc biệt, chọn cái CE cũng đặc biệt được. Nhờ vào cái điều kiện F liên tục thì F khả tích. Bây giờ chúng ta theo dõi một cái ví dụ mà thầy trình bày cho các em như thế này. Chẳng hạn như tính cái tích phân từ trừ 1 đến 2 của x bình phương dx, dĩ nhiên bằng định nghĩa, chứ bằng công thức Newton-Leibniz thì một dòng là tới thôi. Thế thì trước hết chúng ta thấy cái hàm số f của chúng ta y bằng x bình phương là hàm liên tục trên cái đoạn mà chúng ta lấy tích phân, đó là từ trừ 1 đến 2. Chính vì nó liên tục trên đoạn từ trừ 1 đến 2 cho nên nó phải khả tích cũng trên đoạn đó, tức là trên đoạn từ trừ 1 đến 2 luôn. Mà nó khả tích cho nên chúng ta biết rằng cái lim của Sn của chúng ta là tồn tại. Mà tồn tại cho nên chúng ta có quyền chọn một cái phép phân hoạch đặc biệt nào đó. Mà không, tức là chọn thoải mái. Vâng. Đó. Tức là khi đó nó không phụ thuộc vào cách chia đoạn và cách chọn điểm xi, cho nên ta chọn thoải mái ở cái chỗ này. Tài chia luôn cái đoạn từ trừ 1 đến 2 thành n đoạn bằng nhau. Thầy có quyền chia cái phân hoạch đó. Và thầy chọn luôn cái xi nó bằng ci luôn. Rất đặc biệt. Bởi vì chắc biết chắc chắn rằng nó khả tích. Thế bây giờ cái kinh nghiệm phân đoạn như thế này. Trước hết, chúng ta nhận ra được cái điều kiện khả tích của hàm số. Sau đó thì chúng ta sẽ phân đoạn AB ra, phân hoạch cái đoạn AB ra. Thì cái cách phân hoạch cái đoạn AB đó thường đó các em, là người ta sẽ chia đều, hoặc là chúng ta sẽ chia các cái điểm x0, x1, x2, vân vân, xn là theo cấp số nhân hoặc theo cấp số cộng. Thế rồi sau đó chúng ta chọn cái điểm CE, thì có thể ta chọn ở cái đầu bên trái, tức là bằng xi trừ 1, hoặc ta có thể chọn nó là cái đầu bên phải, tức là CE bằng xi. Hoặc ta chọn CE là cái trung bình cộng của cái đoạn XI trừ 1 đến XI, nghĩa là XI, CE sẽ bằng XI trừ 1 cộng cho XI chia 2. Hoặc các em có thể chọn cái CE đặc biệt là trung bình nhân của hai cái đoạn XI trừ 1 XI, tức là CE sẽ bằng căn bậc 2 của XI trừ 1 nhân XI, dĩ nhiên XI và XI trừ 1 là số dương.
Thế thì đối với cái bài toán này, thầy đã chia cái đoạn trừ 1, 2 thành n đoạn bằng nhau. Nghĩa là các cái điểm chia x1, x2, x3 vân vân là cấp số cộng. Và thầy chọn luôn CI bằng cái đầu bút bên phải. CI bằng XI. À, vậy thì thầy giữ lại cái này nhé. Vậy thì ta chia làm sao? N là bằng nhau. Như vậy thì cái số đầu tiên x0 của chúng ta phải bằng trừ 1. Mà chia cái đoạn trừ 1 đến 2 thành n đoạn bằng nhau, trừ 1 đến 2 dài bao nhiêu? 3 đơn vị. 2 trừ cho trừ 1 là 3. Mà chia thành n đoạn, tức là mỗi một đoạn nó có độ dài là 3 chia n. Như vậy thì x1 của chúng ta nó sẽ bằng trừ 1 rồi cộng thêm cho một cái đoạn 3 chia n. Đúng chưa nào? Thế rồi bây giờ x2 của chúng ta thì nó lại bằng cái x1 cộng thêm cho một đoạn 3 trên n nữa. Tức là cộng thêm cho 3 trên n, tức là bằng 2 lần cái đoạn 3 trên n. Vân vân. Cho đến xn của chúng ta bằng trừ 1 cộng cho n lần cái đoạn 3 trên n, tức là cộng cho n 3 chia n. Chia rất đều cấp số cộng với công sai của chúng ta là 3 chia n. Còn bây giờ delta xy của chúng ta bằng xy trừ xy trừ 1, nó chính là bằng cái độ dài 3 trên n bằng từng đoạn nhỏ. Thấy chưa nào? Và bây giờ thì ta có fcy, ta chọn cy bằng xy, tức là bằng f của xy. Mà fxy ta thay vào đây, fx của chúng ta là bằng x bình phương. Như vậy nó bằng bình phương cy của chúng ta là gì? Nó là trừ 1 cộng cho y lần cái đoạn 3 trên n. Do vậy mà cái tổng tích phân Sn của chúng ta nó là sigma y đi từ 1 đến n của delta xy nhân fcy. Đúng chưa nào? Delta xy của chúng ta là một hằng số 3 chia n. Cho nên 3 trên n ta đưa ra được. Như vậy thì trong này chúng ta còn lại sigma y đi từ 1 đến n của fcy của chúng ta là chỗ này, chúng ta viết lại ở đây. Thôi bây giờ ta khai triển ra nhé. Thì như vậy nó bằng 3 chia n sigma y đi từ 1 đến n của, khai triển cái bình phương này ra, ta có được cái gì? Trừ 1 bình phương là 1, rồi 2 lần AB này, tức là trừ cho 2 lần, tức là 6 chia n nhân cho y, cộng cho b bình phương là 9 chia n bình phương, y bình phương. Rồi bây giờ ta lại tiếp tục bằng 3 chia n. Thế thì ở đây 1 n lần số 1, tức là bằng n, trừ cho 6 chia n hằng số viết lại sigma của y, rồi cộng cho 9 chia n bình phương sigma của y bình phương khi y đi từ 1 đến n. Cho nên ở đây ta có lại tiếp bằng 3 chia n nhân cho n trừ cho 6 chia n. Ta biết rằng tổng của n số tự nhiên đầu tiên thì nó bằng gì? N nhân n trừ 1 chia cho 2 sigma của y, rồi cộng cho 9 n bình phương sigma của y bình phương khi y đi từ 1 đến n, công thức n nhân n cộng 1 nhân 2n cộng 1 chia 6. Công thức này tức là tổng là 1 bình phương cộng 2 bình phương cộng 3 bình phương, công thức rất quen thuộc. Thế ta rút gọn cái này lại thì ta có được điều này. À, như vậy thì ta chỉ cần đi tìm lim của Sn khi n tiến ra, khi lambda tiến ra vô cực, lambda tiến tới không, thầy nói nhầm. Mà đây ta thấy rằng delta xy của chúng ta nó bằng 3 trên n, lúc nào cũng bằng 3 trên n là hết. Vậy thì cái số lớn nhất của nó, cái đoạn lớn nhất của nó cũng là 3 trên n, thì cái 3 trên n là đóng cái vai trò lambda.
Vậy thì khi lambda ta tiến đến không thì có nghĩa là cái n này tiến ra vô cực. Cho nên đây ta nghĩ n là tiến ra vô cực. Mà khi n là tiến ra vô cực của cái Sn này thì quá dễ, nó bằng 3. Và đây cũng chính là cái giá trị của tích phân mà chúng ta cần phải tính. À, như vậy thì ở đây hôm nay thì chúng ta bắt đầu bước qua cái chương mới là cái chương tích phân. Thì ở đây thầy có giới thiệu cho các em một cái ví dụ để dùng cái định nghĩa của tích phân tính một cái tích phân bằng cái phép phân hoại. À, bài học sau thầy sẽ cung cấp thêm cho các em một ví dụ nữa để dùng cái định nghĩa tích phân để tính. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một số những cái tính chất khác của tích phân. Thế bài học của ngày hôm nay chúng ta đến đây là chấm dứt. Thầy thân ái.